Rồi, mình xin chào cả nhà nhé. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng xe máy Thanh Nhã nha cả nhà. Thì cửa hàng xe máy Thanh Nhã này địa chỉ ở số 454 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5 phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ha. Số điện thoại là 02773772909 ha. Rồi. Thì hướng này là hướng về dòng xe Bắc Hồ khoảng 200m nha cả nhà. Rồi. Hôm nay mình đến cửa hàng mình quay cái chương trình khuyến mãi của Honda Thanh Nhã nha. Honda tại cửa hàng Honda Thanh Nhã nha. Rồi. Mình quay cái bảng mà chương trình khuyến mãi cho cả nhà xem trước đó nha. Thì đây là chương trình khuyến mãi của Honda Thanh Nhã này ha. Thì kể từ ngày 20 tháng 12, 2022 đến ngày 31 tháng 1, 2023 thì mua bất cứ dòng xe nào tại hãng Honda Thanh Nhã thì sẽ được những món quà như sau ha. Rẻ nhất thì được cái TV 55 inch nha cả nhà. Rồi, rẻ nhì thì được chỉ vàng 4 số 9 ha. Rẻ ba thì được cái điện thoại Samsung Galaxy A13 ha. Còn giải khuyến khích thì được cái nón nè, ba lô nè, hay nhất miễn phí ha. Rồi, thì đây là bên ngoài cửa hàng Thanh Nhã nha. Hôm nay mình vô mình quay cái chương trình khuyến mãi của chiếc Winner nha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình vô trong quay chiếc Winner nha. Rồi, đây là chiếc Winner nha cả nhà. Chiếc Winner này là phiên bản đặc biệt nha, màu đỏ ha. Màu đỏ nhám nha cả nhà. Thì mình lấy chiếc Winner này thì mình quay một vòng cho cả nhà xem ha, rồi mình sẽ nói cái chương trình khuyến mãi của chiếc Winner này. Hôm nay mình mua trúng cái gì ha. Rồi. Thì chiếc Winner này là màu đỏ nhám nha cả nhà. Màu đỏ nhám ha. Để em quay một vòng cho cả nhà xem nha. Rồi. Thì phiên bản này là phiên bản đặc biệt ha. Phiên bản đặc biệt có thắng ABS nè ha. Rồi. Một chút mình sẽ nói cái giá tham khảo cho cả nhà biết ha. Thì hồi nãy như cái đầu clip mình cũng nói cái chương trình khuyến mãi đó. Rồi. Thì mua các dòng xe của Honda Thanh Nhã thì được trúng những món quà đó ha. Rồi, nhưng mà riêng chiếc Winner cả nhà, riêng mua chiếc Winner phiên bản nào cũng được ha, thì cả nhà sẽ được trúng một cái, chắc ăn là sẽ trúng một cái, sẽ được một cái điện thoại Samsung Galaxy A13 ha. Samsung Galaxy A13. Rồi. Để mình quay một vòng cái phiên bản đặc biệt này cho cả nhà xem nha. Thì đây là sách hướng dẫn này ha, kiến ha. Thì xe mới hoàn toàn nha cả nhà. Xe mới hơi có bụi, hơi dơ chút, cả nhà thông cảm ha. Rồi. Thì phiên bản này là phiên bản Winner V3 nha. Winner V3. Phiên bản đặc biệt. Thì giá cũng rẻ lắm rồi cả nhà. Giá cũng tương đối được rồi ha. Cũng rẻ lắm rồi. Thì đầu năm em nó có giá cũng nhỉnh chứ không có cao ha. Cũng nhỉnh. Thì em này có phục màu đỏ nha. Có phục màu đỏ rất là đẹp. Thì có một bạn trên kênh mình yêu cầu quay Winner đó. Mình sẽ quay Winner ở Thanh Nhã cho cả nhà xem ha. Rồi. Thì cái giá Winner bản đặc biệt này á, thì hiện tại cửa hàng Thanh Nhã là cái giá nó là 3x lớn đi cả nhà, 3x lớn nè. 3x lớn là từ khoảng 36 tới 39 hay cả nhà nha, nằm khoảng đó. Thì giá nó dao động lên xuống theo ngày á, mình không nói chính xác được ha.
mong cả nhà thông cảm cho mình nha. Rồi thì 3 ít lớn đó ha. Rồi thì giá winner vậy là cũng ổn định nha cả nhà. Cả nhà hãy nhanh tay ha. Thì cái chương trình khuyến mãi là hồi nãy mình cũng nói rồi. Thì ngày hôm nay là ngày 29 nè cả nhà. Hôm nay ngày 29. Tới ngày 31 là hết á, cả nhà thông cảm nha. Thì còn tất nhiên là còn 3 ngày nữa đó, bắt đầu tính từ ngày hôm nay là còn 3 ngày nữa nha. Cả nhà nhanh tay nha, mua chiếc winner chắc chắn trúng cái điện thoại Galaxy A13. Rồi ha. Rồi. Thì video clip mình làm hôm nay ngắn gọn nha, tại winner mình cũng review nhiều nha cả nhà. Sẽ mình quay chiếc này mình tượng trưng thôi, mình nói cái chương trình khuyến mãi cho cả nhà biết ha. Rồi, hãy nhanh tay lên cả nhà ơi. Còn 3 ngày nữa nha. Chắc chắn là sẽ được cái điện thoại Samsung Galaxy A13. Rồi, cả nhà thương mình cho mình một cái đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình, để mình có tinh thần mình đi quay những cái clip hay hay cho cả nhà xem ha. Rồi, chúc cả nhà năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha. Rồi, video tới đây mình làm kết thúc vậy cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.